Thưa quý vị, kể từ hôm nay ngày 15 tháng 8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng bắt đầu triển khai thông tư 24 và 25 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới bằng mã định danh của chủ xe. Theo đó, từ ngày 15 tháng 8, những biển số xe 5 số đã cấp trước ngày 15 tháng 8 được gọi là biển số định danh. Khi xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe, thì biển số định danh của chủ xe được thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Như vậy, khi chuyển nhượng, biển số xe vẫn thuộc sở hữu của chủ cũ. Xe sẽ được đăng ký biển mới thuộc sở hữu của chủ mới. Số biển số định danh khi chuyển nhượng xe được cơ quan công an giữ lại trong thời hạn 5 năm. Quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký biển số này vào một chiếc xe khác, thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để cấp cho tổ chức cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển nơi cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì được giữ lại biển số định danh đó. Để hiểu rõ hơn về thông tư này, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết. Trước đây, nếu việc mua bán phương tiện xảy ra thì người mua và người bán là bán luôn cả xe và cả biển số xe. Còn bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì cái việc mua bán chuyển đổi phương tiện từ người này sang người khác thì chỉ chuyển đổi phương tiện, không chuyển đổi biển số. Có nghĩa rằng là trước đây là biển số đi theo xe, thì bây giờ là biển số xe là đi theo người. Cái việc giao dịch này là xảy ra là người mua phương tiện thì chỉ nhận cái phương tiện, còn người bán phương tiện thì tháo biển số và giấy chứng nhận đăng ký xe nộp lại cho cơ quan đăng ký xe ở địa phương nơi mình cư trú. Đối với trường hợp xe đã đăng ký biển có 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của thông tư này, thì cơ quan chức năng sẽ thu hồi biển 3 hoặc 4 số và cấp đổi biển số mới theo quy định. Một người có thể được cấp nhiều biển số theo phương tiện hiện hành. Mà việc quản lý cái này á, là quản lý trên cái nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư. Tức là căn cước công dân đã được cập nhật vào cái liên thông với các cái cơ sở về dữ liệu về đăng ký xe. Chúng tôi quản lý trên cái nền tảng của cái số liệu đó. Còn một người có thể sử dụng nhiều phương tiện, có thể sở hữu nhiều phương tiện, nhưng mỗi phương tiện là có một cái biển số khác nhau. Và trên cơ sở quản lý biển số này, cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký xe sẽ quản lý trên cái căn cước công dân, mà nó rõ ra đó là cái mã số định danh của người dân khi đã được kích hoạt.